Thành chung xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không khí lạnh tràn về đã gây sự biến đổi lớn về nhiệt, ẩm cũng như chế độ mưa trên cả nước. Ngày hôm nay, không khí lạnh có cường độ ổn định tiếp tục là nguyên nhân chính chi phối thời tiết các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung, khiến thời tiết tại hai khu vực này chuyển dễ chịu dần. Trong khi đó thì tại các tỉnh thành ở khu vực phía Nam, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động từ ngoài biển đi vào nên trời chuyển mưa rông trên diện rộng. Dự báo đợt mưa này kéo dài khoảng 2 ngày. Thưa quý vị, sang đến ngày mai thì khối khí lạnh phía Bắc sẽ suy yếu nhanh. Tuy nhiên thì đến khoảng ngày mùng 10 và ngày 13, áp cao lạnh lục địa có khả năng tăng cường trở lại và chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên, trong khi đó thì trên cao chịu ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Trong khoảng thời gian từ ngày mùng 8 tới ngày 11, do chịu ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên khu vực phía Nam có mưa rông xuất hiện. Sau đó, từ ngày 12 trở đi, trời sẽ trở lại ít mưa và nắng nóng xuất hiện trở lại. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Hiện nay thì các tỉnh thành miền Bắc cũng như là thủ đô Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa tràn về. Đợt không khí lạnh này được đánh giá là có cường độ mạnh, tuy thời gian gây ảnh hưởng của nó không kéo dài nhưng cũng đã khiến nền nhiệt toàn miền Bắc giảm đáng kể đã xuất hiện đợt rét đậm ở các tỉnh vùng núi. Ngày thứ hai đầu tuần ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, ngay từ sáng sớm đã có những đợt gió đông bắc mạnh mang đến cảm giác xe lạnh cho người dân địa phương. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay, thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây và sẽ có mưa nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 24 độ, đổi vào khoảng 65%. Nhận định trong 1 đến 2 ngày tới, thời tiết tại khu vực thủ đô chưa có sự thay đổi gì nhiều, trời mát mẻ dễ chịu, sau đó thì trời có nắng và nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Tiếp theo đến với khu vực thành phố Cảng Biển Hải Phòng và các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ trời cũng nhiều mây. Nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 18 đến 24 độ, độ ẩm khá cao lên tới 75%. Trong 1 đến 2 ngày tới thì do khối không khí lạnh phía Bắc suy yếu dần nên tại khu vực thành phố chỉ có mưa nhỏ nên các hoạt động sinh hoạt, giao thông tại đây sẽ tương đối thuận lợi. Liên tục từ nay đến cuối tháng 4, thời tiết tại khu vực vẫn trong giai đoạn chuyển mùa nên sẽ còn nhiều diễn biến nắng mưa đan xen. Thưa quý vị, bạn không khí lạnh tràn xuống các tỉnh miền Trung, trời chuyển mưa rông. Trong cơn rông thì cần đề phòng gió giật mạnh nguy hiểm. Tại khu vực thành phố Đà Nẵng, trời cũng chuyển mây đôi chút và khả năng có mưa nhẹ. Nắng nóng cũng có dấu hiệu dịu bớt đi. Những ngày nắng nóng cao điểm như là 1-2 ngày vừa qua sẽ không còn nữa, thay vào đó trời sẽ mát mẻ hơn. Tại trung tâm thành phố, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 33 đến 34 độ. Còn về đêm, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 23 đến 24 độ, đồng vào khoảng 60%. Dự báo đợt giảm nhiệt này sẽ không kéo dài, các hoạt động sinh hoạt những ngày đầu tuần sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Sau đó thì từ giữa và cuối tuần nên nhiệt độ lại tăng dần, xuất hiện nắng nóng trở lại, gây cảm giác khô hanh khó chịu cho người dân địa phương. Nhiễu động trong trường gió đông xuất hiện đã đem lại cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết ở đây nhiều mây và dịu nắng hơn, mưa chuyển mùa xuất hiện không đều. Và ngày hôm nay thì tại khu vực nội thành thành phố phổ biến ít mưa. Vùng ngoại thành có mưa nhiều hơn đôi chút nhưng thời gian cũng không kéo dài và nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức từ 26 đến 33 độ, độ vào khoảng 60 đến 65%. Đợt giảm nhiệt và có mưa này sẽ kéo dài khoảng 2 ngày, sau đó trời sẽ xuất hiện nắng nhiều trở lại. Tình trạng nắng nóng ở khu vực dự báo sẽ còn kéo dài đến cuối tháng 4. Do nắng nóng nên tại một số bệnh viện ở thành phố, số trẻ em và người già đến khám, nhập viện sẽ còn tăng lên. Trẻ em dễ mắc bệnh tiêu chảy hô hấp, khi ra ngoài đường nắng nóng thì nếu không được đeo khẩu trang trẻ sẽ hít phải khói bụi dẫn đến tổn thương niêm mạc đường hô hấp, dễ bị vi trùng virus xâm nhập gây bệnh. Trong thời gian này thì các bà mẹ nên cho trẻ ăn đầy đủ các chất, uống nhiều nước cam, nước chanh để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Để phòng tránh bệnh trong mùa nắng nóng, người lớn tuổi nên có chế độ nghỉ ngơi sinh hoạt hợp lý, không nên thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi vừa từ ngoài đường về nhà không nên bật máy lạnh quá lạnh và không nên tắm ngay. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh từ miền Bắc tràn xuống sâu hơn đã khiến thời tiết khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ chuyển mây và trời mát mẻ hơn. Mặc dù trong ngày hôm nay chủ yếu là tiết trời nắng nóng, song nhiệt độ sẽ không còn ở mức cao. Thời điểm trưa và chiều tại khu vực sẽ có mưa xuất hiện. Tuy nhiên thì theo dự báo đợt mưa này sẽ không kéo dài. Tại trung tâm thành phố Cần Thơ nhiệt độ duy trì ở mức từ 27 đến 34 độ, độ vào khoảng 55 đến 60%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị sáng nay của kênh VTC14. Chúc quý vị và các bạn một tuần mới làm việc hiệu quả. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.